Bắc Triều Tiên tuyên phạt một sinh viên đại học người Mỹ 15 năm tù lao động khổ sai về các tội ác chống lại nhà nước Bắc Triều Tiên. Otto Warmbier bị bắt giữ ở Bắc Triều Tiên hồi tháng Giêng trong lúc tìm cách rời khỏi nước này sau một tour du lịch. Tháng trước, trong một lần xuất hiện trước các nhà báo ở Bình Nhưỡng, sinh viên 21 tuổi thuộc Đại học Virginia thừa nhận là đã tháo gỡ một tấm bảng quảng cáo trên đó có ghi một khẩu hiệu chính trị ra khỏi một khu vực chỉ dành riêng cho nhân viên của khách sạn nơi mà nhóm du khách tạm trú.